Các bác và các bạn, anh em nuôi ông. Nay tôi đi sâu về ông Chúa. Thì ông Chúa sinh ra thì thứ nhất là thời tiết phải thuận lợi, nguồn mật phấn tự nhiên dồi dào, và đàn ông là phải đông quân và ta gọi là to đàn. Thì khi nó biểu hiện như thế thì nó mới dựng ông đực và sẽ dựng Chúa để chia đàn. Đấy là sự sinh tồn của con ong. Thế thì nhờ có khoa học kỹ thuật thì chúng ta mới nuôi được ong, hay về cái khâu tạo ong Chúa bằng phương pháp gì dùng đấy, thì đấy là chúng ta phải nhờ khoa học. Chứ còn nói mà nuôi ong không nhờ khoa học là không nuôi được. Thế thì chia sẻ nhanh trong cái thời kỳ này, mũ Chúa thay thế có tốt hay không? Và kết hợp thời điểm nào là thay ông Chúa là tốt nhất? Thì nay tôi giải thích để cho các bác các bạn tham khảo. Nói đến thì phải nói từ xa tới gần. Nếu mà ong ở miền Bắc là nó có 4 mùa đấy. Còn ong miền Nam là nó có 3 mùa. Thì cũng xin khất là các bác miền Nam là em không thông thạo ở miền Nam đấy. Thế thì miền Bắc là nó có rõ ràng 4 mùa nha. Xuân hè này đấy. Rồi hè thu này, hè thu gọi là ong vượt hè, và thu đông. Thu đông là nó kéo dài là 4 tháng. Thế thì lại đến gọi là ong vượt đông, gọi là đông xuân. Đông xuân là chúng ta cứ thường thường ở tháng Tết 12 cuối năm. Đấy là nó trung tuần nó 2 tháng. Thế thì ong vượt đông thì còn dễ hơn vượt hè. Nhưng vượt đông thì tốn kém, là chỉ có đường ních vào cho nó ăn, vì do thời tiết lạnh đấy, nguồn mật phấn là nó kém. Còn ong vượt hè thì lại khó, chúng ta chăm sóc rất tốt, nhưng mà ong hiện tượng bốc bay nhiều, nhưng về ong vượt đông nó đấy. Thế giờ tôi đi sâu về con Chúa. Nếu mà nói về cái thời điểm hiện tại như bây giờ thì chúng ta phải hiểu là ngay đầu tháng 8 là đàn ong đã vượt hè, ta gọi là hết hè. Khi mà lúa chỗ sớm là nơi nào mà có phân sớm mà đàn ong lấy về và nó bắt đầu nó phục hồi. Thì phục hồi làm sao? Thì đầu tiên là nó phải đẻ lớp nhộng đầu tiên. Đấy. Thì người nuôi ong thì chúng ta phải biết là kiểm tra đàn ong, rồi là chúng ta thiếu quân thì chúng ta rút cầu, yếu quá thì chúng ta nhập vào, rồi cắt sửa bánh tổ. Nuôi ong thì phải cho ăn. Sửa bánh tổ mà muốn quân đã đông rồi mà nguồn phấn có rồi mà nguồn mật không có thì chúng ta phải cho ăn. Cho ăn thì ong nó mới vuông cầu ra, thì cái cầu nó không solid. Đấy. Khi mà nó đã vào một lớp nhộng nở ra đấy, thì vào cái thời điểm này là cái thời điểm chính xác là xây cầu. Trong cái thời gian xây cầu này thì đàn ong là đại khái là đã về thế là đàn ong gọi là bắt đầu đông quân và cầu chúng ta cũng nhiều. Đấy. Nhờ khoa học cách chăm sóc. Hầu hết tôi đi từ Thanh Hóa, Ninh Bình, Bắc Giang, Hải Dương, rồi Chí Linh bên Hưng Yên. Hiện tại như bây giờ, nói chung nha, còn cá biệt không nói. Thì như bây giờ gọi là mấy ong được gọi là mới bắt đầu vào tuổi ấu trùng. Đấy. Một số nơi gọi là
mới gọi là cá biệt, mới có 1-2 người với 5. Đấy, cá biệt thôi nha. Thế thì trong cái thời gian này thì ông chúa mà gọi là ta gọi là ngũ chúa thay thế thì nó có tốt hay không, thì tôi đánh giá khẳng định với các bác các bạn, theo kinh nghiệm của nhiều thợ nuôi ong và của tôi và tất cả những người chuyên nghiệp đều đánh giá ngũ chúa thay thế nhưng bây giờ là ngũ chúa không tốt. Ngũ chúa không tốt tại sao? Đã nuôi ong thì chúng ta là phải chọn những cái đàn ong giống là phải giống tốt nhất. Vì ngũ chúa thay thế thường rơi vào những đàn ong là ong chúa đẻo. Ong chúa đẻo. Mà ong chúa đẻo là giống đẻo. Giống đẻo nhé. Đấy. Khi mà đã đàn ong giống đẻo thì nó sẽ ông thợ là nó sẽ dựng ngũ chúa để thay thế con ong chúa già này. Đấy, trong ong chúa già này, trong cái thời kỳ này, trong cái thời kỳ này nhá. Đấy, thì cái video này chỉ khoảng tối nay là sáng mai bắt đầu là đã xuất hiện. Thế thì cái giống xấu thì cái con ong thợ là nó sẽ dựng ngũ chúa thay thế, dựng ngũ chúa thay thế để thay thế con ong chúa già này. Thì như vậy là dòng cái đàn mà đã có ngũ chúa thay thế là giống thứ nhất là đàn đấy là ong chúa đẻo, chúa đẻo. Đấy. Thì cái con ong thợ nó mới dựng ngũ chúa. Đấy. Thì như vậy dựng ngũ chúa kết hợp thời gian này là ít ong đực. Đấy. Thế thì dòng mẹ mà đã xấu và dòng bố mà đã không xấu nữa thì ngũ chúa này sinh ra, ngũ chúa thay thế này là thuộc dạng là ong chúa đẻo, ong chúa đẻo, ong chúa đẻo. Thế thì còn những cái đàn khác thì chúng ta xem ấy, có những đàn ong mà chúng ta làm đúng theo quy trình đấy, giữ quân đông mà nó ở thế hai cầu, mà ở bây giờ là ở những cái nguồn mật phấn tốt và có nguồn mật phụ tốt, thì là như ong mật xứ Mường đấy, là lao một lúc một đàn hai cầu mà lao tiếp hai cầu nữa, hai cầu mới cho xây. Thì cho xây thì cái đàn ong mật chúa tốt thì đầu tiên là nó xây hết ong thợ ở, ví dụ cái cầu như này thì nó xây hết lỗ ong thợ à. Thế còn cái mé bên dưới này, cái hàng góc dây thép này mà chúng ta cắt đi thì nó mới cơi lỗ ong đực. Thì những cái đàn này mới gọi là đàn giống tốt, là ong chúa tốt, ong chúa tốt, ong chúa tốt. Đấy. Nếu mà đàn ong mà chúng ta cho xây mà ở giữa này mà lại có lỗ ong đực thì lại không tốt, nó phụ thuộc ấy nhá. Như ong mật xứ Mường này là tôi theo dõi là xây ở mé này là có ong đực hai bên này, cái đàn này mà cách đây cỡ khoảng tầm hơn tuần rồi thì đàn này mới là ong chúa tốt, ong chúa tốt. Thế chúng ta phải phân biệt ra là đàn ong tốt thì không bao giờ dựng ngũ chúa, riêng con ong chúa tốt thì bao giờ là nó không bao giờ nó để cho con ong thợ dựng ngũ chúa thay thế. Ong chúa thấu, chúa xấu thì cái lượng ong chúa chất lượng kém là tiết ra chất pheromone kém thì ong thợ nó không đủ thì nó sẽ dựng ngũ chúa thay thế. Thì như vậy là ngũ chúa thay thế trong thời gian này là ong chúa xấu ở những cái đàn
ta gọi là giống xấu. Giống xấu thì nó mới thay, còn giống tốt không bao giờ nó dựng mũ. Thế thì về cái thời điểm này là chúng ta đi độ khoảng được mới được 1/3 trong cái vụ thu đông này. Đấy, mới được 1/3 thời gian đấy nhá. Thời gian là nó 4 tháng rồi. 4 tháng rồi. Thế thì các bác các bạn phải nên hiểu rằng là ông chúa mà ở những cái đàn khác mà sao nó không thay thế mà nó lại thay thế ông này, thì đầu tiên chúng ta phải hiểu là ông chúa xấu. Ông chúa xấu thì ông thợ ở cái đàn này nó mới dựng lên nó thay thế. Nếu mà nó đã dựng mũ lên để nó thay thế thì là chúng ta khẳng định là cái đàn này là ông chúa xấu. Mà đã là ông chúa xấu thì là giống xấu, giống mẹ đã xấu. Giống mẹ đã xấu mà trong thời điểm này là ông đực, chưa phải là ông đực mới, gọi là ông đực cọc cách ở những cái đàn gọi là xấu thì nó mới đẻ ông đực trước à, chưa vào cái bộ đại trà. Thế thì mẹ xấu xong lại gặp bố xấu nữa thì sinh ra một cái thế hệ con là cũng xấu tiếp theo. Thế thì vừa xong tôi đã phân tích rất kỹ là đàn ông như bây giờ tạo lên mũ chúa thay thế có tốt hay không. Theo tôi là không tốt, vì giống của đàn đấy, ông chúa của đàn đấy là xấu. Và cũng thời điểm này ông đực nó chưa độ thì chúng ta lên phá, không dùng mũ chúa thay thế. Đấy. Còn đối với những bác mà có tư tưởng mà chia đàn rồi là để bán giống cái đấy tôi không tham gia. Nên đây tôi tham gia chung, biết đến đâu thì tôi chia sẻ đến đấy để cho chúng ta tham khảo rồi. Thế thì trình độ của mỗi người là nó có 5-6 tầm. Một hiểu, đấy, hai biết và ba làm, rồi phân tích, rồi sáng tạo, chứ không phải là. Thế thì cũng chia sẻ đấy để chúng ta tham khảo, rồi chúng ta phân tích, rồi chúng ta hiểu cho nó rõ là ông chú thay thế bây giờ có tốt hay không. Hoàn toàn là không tốt. Thứ nhất, sinh ra vào cái đàn giống không tốt, giống mẹ đã không tốt thì giờ ông được là giống bố cũng không tốt. Đấy. Thì cũng chia sẻ nhiều rồi, nuôi ong. Đấy. Thì chúng mà tôi nhắc đi nhắc lại mà nhắc liên hồi mà cũng không có cái gì hơn. Thứ nhất, một cầu chúng ta phải giữ ong đông từ 3 lần rưỡi đến 4 lần ong thợ. Từ nay đến lúc quay mật vải nhãn là phải luôn luôn có mật vít nấm. Luôn luôn có mật vít nấm. Và trong thời gian tới mà ở đâu ong đực nở rộ thì chúng ta sẽ sẵn sàng tạo ong chúa. Tạo ong chúa thì chúng ta tạo ong chúa bằng phương pháp di trùng. Thì tạo phương pháp di trùng, thứ nhất chúng ta chủ động được thời gian, chủ động được số lượng mũ ong chúa và chủ động được chất lượng của đàn bố và đàn mẹ chúng ta chọn. Đấy. Thế thì giờ có 100 thùng ong, chúng ta cần thay độ khoảng 100 con ong chúa thì chúng ta nhờ khoa học kỹ thuật chúng ta chỉ cần 3 đàn ong để lên tạo ong chúa là chúng ta đã làm xong. Đấy. Mỗi đàn là chúng ta sẽ tạo lên được 30 mũ, hơn 30 mũ là đã có 100 mũ ong chúa. Đấy là có hay ở cái phương pháp di trùng. Thế và thời điểm mà ong đực nở rộ thì chúng ta tạo ong chúa ke đúng ong đực, đến 15 ngày tuổi là bay đi giao phối. Bay đi giao phối, bay đi giao phối thì nhiều ong đực thì tỷ lệ ong chúa giao phối về
nó đạt nhiều hơn. Thì cũng chia sẻ rồi, ông nội, một con chúa tơ ông nội là giao phối từ 15 đến 30 con ong đực. À, thế thì nếu mà cộng bóng ra thì nó là phải chấp đến 50 con ong đực. Còn riêng con ong nghĩ là nó chỉ có từ 8 đến 10 con giao phối với một con ong chú ý. À, thế thì người nuôi ong nghĩ người ta thay ong chúa nó nhàn lắm. Nó ở cái điểm này vừa xong tôi trình bày. Thế thì vừa xong tôi đã phân tích là thời điểm này ong chúa gọi là thay thế là ong chúa xấu. Nếu các bạn mà có thắc mắc thì hãy để lại mọi bình luận ở phía dưới và nhớ ủng hộ kênh, đăng ký, nhấn chuông, chia sẻ. Để lại mọi bình luận phía dưới. Xin chào, tạm biệt, bye bye.